Xin chào và chào mừng các bạn đã đến với Lớp Bảo Truyện Tranh. Nếu các bạn đã biết hoặc là chưa thì tớ là admin của kênh Lớp Bảo Truyện Tranh. Hôm nay tớ xin giới thiệu tới các bạn một kênh YouTube cá nhân của tớ có tên là Hài Hỏi Chấm, chuyên làm nội dung về phân tích, tổng hợp Shin Cậu Bé Bút Chì, Doraemon hoặc những thứ mà tớ yêu thích. Video đầu tiên về phân tích trailer mới nhất của Shin Movie 31 đã ra mắt. Các bạn hãy nhấn vào đường link ở mô tả hoặc bình luận để xem nhé. Và nếu thấy hay, hãy ủng hộ tớ một like và đăng ký kênh nha. Xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày tốt lành. Còn bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu với video của ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đã đến với Lớp Học Truyện Tranh. Hôm nay sẽ có một tập phim đặc biệt cực kỳ thú vị. Sẽ ra sao khi thế giới mà rap lên ngôi, các bang phái tranh giành quyền lực với nhau bằng cách rap battle, không còn sự hiện diện của bạo lực hay sức mạnh cơ bắp, mà khả năng nhả chữ trên con beat sẽ giúp bạn xưng bá thiên hạ. Mới nghe thôi đã thấy kích thích rồi đúng không nào? Vậy còn chần chừ gì nữa? Chúng mình cùng vào lớp thôi. Yo yo yo, một bối cảnh sống động ở thành phố Kasukabe, cái nôi của những con flow. Ở đây nghiêm cấm hành vi bạo lực, chỉ cần phá luật một lần thì sẽ bị những địa bay tuần tra OK2 xì hơi vào mặt. Kazama đang bị truy đuổi bởi một băng phái. Khi đến bước đường cùng, cậu đành phải trực tiếp đối mặt với nhóm Cheater, đứng đầu là thủ lĩnh báo đốm. Hắn yêu cầu Kazama mau ra nộp đống Chocobi, nhưng cậu nhất quyết không đưa bởi đây là vật phẩm của nhóm cậu, gió mới Kasukabe, tương lai tụi này gánh. Uầy, cái tên với slogan nghe kêu phết đấy nhỉ? Cheater dùng súng kéo kẹp lấy túi bánh, dễ dàng cướp trắng trợn từ tay đối phương. Bỗng từ thùng da phía sau phát ra tiếng lục cục, hai chiếc mông thò ra, kèm theo động tác buri buri quen thuộc, khiến Cheater làm rơi bực bánh. Khỏi phải nói thì ai cũng biết là ông tướng Shinosuke rồi. Cái mông đó hỏi Kazama có biết em gái mình ở đâu không? Em ấy tên là Himawari. Nhân cơ hội, Cheater ra lệnh đàn em mau lấy lại túi bánh, nhưng Shin đã kịp giơ mông ra hứng, rồi thực hiện mấy động tác lắc mông trước mặt bọn chúng. Không thể chịu nổi với chiêu đau mắt này, mấy tên kia vung tay chân loạn xạ ngăn lại. Điều này vô tình khiến địa bay giám sát OK2 hiểu nhầm là đang thực hiện hành vi mang tính bạo lực nên cả đám phải chịu hình phạt xì hơi. Nhờ đó Kazama lấy được túi Chocobi và lên ván trượt bỏ chạy. Trong giây phút tưởng chừng đã thoát nạn, tiếng của Shinosuke vang lên từ đằng sau. Ôi trời, cậu ta đã nhảy đến ván trượt ngồi từ lúc nào? Cả hai cứ chạy mà không biết rằng có nhiều tên đang đứng trong góc tối theo dõi họ. Cuối cùng cũng về đến căn cứ bí mật, Kazama đem đống Chocobi đưa cho mọi người. Cơ mà sao thấy thiếu thiếu ấy nhỉ? À, thì ra ông tướng kia đã nhanh tay lấy mất một hộp rồi đánh chén ngon lành. Băng báo đốm cũng đã tìm đến nơi, không có cách nào khác, thay mặt cho tương lai các thế hệ thành phố Kasukabe, Kazama thách đấu thủ lĩnh Cheater một trận battle rap. Giao kèo được đặt ra như sau: nếu Kazama thắng thì nhóm Cheater sẽ phải ngừng gây sự và rời khỏi đây, còn nếu Kazama thua thì tất cả mọi người trong nhóm gió mới đều phải gia nhập Cheater. Nhạc nổi lên, trận chiến bắt đầu, cả hai on the mic vô cùng khốc liệt, nhưng trình của Kazama là sóc nâu, trong khi Cheater chỉ hạng nửa ono mà thôi. Dù có bị ông báo Shinosuke chen chân vào, nhưng cậu vẫn nhanh chóng ao trình đối thủ, chốt hạ với câu cực cháy. Dù là Cheater hay báo đốm cũng không thể làm vua, bởi chúa Sơn Lâm là sư tử. Anh đây sẽ thay đổi tương lai, còn hạng cưng chỉ là tép diêu cần học cách cư xử. Ngọn gió mới đã đến rồi đây, anh sẽ là người đứng lên đắc cử. Cheater bị áp đảo không thể chống đỡ lại, cài lắm nhưng cũng chẳng thể làm được gì, đành vứt mic lại chạy đi. Chắc chắn hắn sẽ không chịu để yên đâu, nhóm Kazama chiến thắng trong tiếng vỗ tay giòn giã. Gần đó có một bóng người đang đứng trong góc khuất quan sát tất cả. Chiếc mũ được hạ xuống, đó là Masao, cậu ta sẽ báo cáo chuyện này lên sếp của mình. Thông tin Kazama đánh bại Cheater mau chóng đến tay Nene, thủ lĩnh băng Boss Rabbit. Cô ta ra lệnh cho Masao mau mang Kazama đến đây, không nhanh lên thì cứ nhìn số phận con thỏ là biết. Chuyển cảnh đến căn cứ của Kazama, Masao trong bộ dạng tàn tạ như vừa bị đánh chạy đến cầu cứu. Cậu nói rằng đôi sneaker quý giá của mình đã bị thủ lĩnh nhóm Boss Rabbit lấy mất. Với trái tim yêu thương thường thấy ở những nhân vật chính, Kazama và Shin nhanh chóng cùng đầu cơm nắm lướt ván tới hang ổ của Nene để không bị phát hiện. Masao đề nghị mọi người đi cửa sau cho an toàn. Kazama cẩn thận bảo suýt, nhưng ông Shin báo quá, có bao giờ chịu làm theo kế hoạch đâu. Vừa vào đến nơi, ánh đèn sáng lên, tất cả đã bị phát hiện. Masao cũng trở mặt, giới thiệu thân phận là thành viên chính hiệu của nhóm. Boss Rabbit đang nhắm tới việc trở thành băng nhóm mạnh nhất, nên Nene muốn thách đấu với kẻ đã hạ gục Cheater, một trận quyết đấu sống còn. Đề tài trận rap sẽ xoay quanh cuộc sống hôn nhân gia đình. Với thân phận con gái, Nene kể ra một loạt nỗi khổ của tấm thân nội trợ, gánh vác mọi chuyện trong nhà, khiến Kazama rơi vào thế thất thủ. Tưởng như kết quả đã rõ, nhưng Nene lại hăng máu quá, lật luôn cái bàn vào cha con Kazama và Shin. Phát hiện hành vi bạo lực, đĩa bay tuần tra liền xuất hiện và cho một quả bom, khiến cô bé bất tỉnh nhân sự. Pha tự hủy này khiến phần thắng một lần nữa gọi tên gió mới Kasukabe, tương lai tụi này gánh. Đến khi tỉnh lại, Nene buồn bã nói với thuộc hạ rằng chắc mọi người hả dạ lắm, nhưng Maso đã lên tiếng phủ nhận, sau đó gợi lại quá khứ. Trước đây mọi người từng rất vui vẻ với nhau, Nene lúc nào cũng dịu dàng và hay cười. Song vì muốn cố gắng để nhóm vững mạnh hơn mà ngày càng đáng sợ, các bạn chỉ muốn Nene trở lại chính mình của ngày xưa thôi. Kazama tiến đến nắm tay Nene, nói rằng chỉ cần cùng nhau sống hòa thuận, chúng ta sẽ giúp Kasukabe tốt đẹp hơn. Mọi chuyện giờ có vẻ ổn thỏa hơn rồi đấy.
Shin lại chạy đến và hỏi tung tích em gái mình, nên em không biết, nhưng cô bé gợi ý rằng rapper huyền thoại B-Rock có thể biết thông tin. Theo nguồn tin đáng tin cậy cập nhật từ các trang báo lá cải, B-Rock chưa từng thua trận rap nào, một người đàn ông bất bại nhưng chưa từng ai thấy anh ta. Vừa nhắc đến tên, B-Rock đã xuất hiện. Ủa, chưa ai từng thấy mà vừa nói đã xuất hiện dễ dàng vậy sao? Ra là cậu ta đến đây để tìm đá. Cùng lúc đó, đám cheater lại xuất hiện. Lần này hắn đặc biệt đưa tới một vị sư phụ để trợ giúp, đó là Ron Pao, tự xưng là một rapper huyền thoại. B-Rock liền hiên ngang đứng ra. Khí chất đó chính là B-Rock lừng danh. Nếu bạn mong chờ vào một trận battle long trời lở đất thì không có đâu. B-Rock từ chối lời thách đấu, không phải vì tên kia không đủ trình, mà là cậu chưa từng rap bao giờ, thế nên mới bất bại đó. Hay, đúng là báo lá cải giờ tít không sai mà. Vậy thì đấu với Kazama, hắn cũng không ngại chấp hết cả đám. Mà do xung phong gánh trận này, dù rất cố gắng nhưng cậu nhóc nhút nhát mau chóng gục ngã. Kazama và Nene liền chạy vào giúp đỡ. Dù xong kiếm hợp micro rồi, cơ mà tên Ron vào vẫn quá ao trình, khiến cả hai nao núng. Vào tình thế này, phải để Shin ra tay thôi. Cậu rap kết hợp Buri Buri tăng 1.000 điểm tự tin. Phong cách rap độc lạ này khiến Ron Pao không kịp trở tay, chỉ chống đỡ được vài câu rồi bị hạ gục. Kết thúc trận combat, Shin còn tặng cho tên đó một hộp chocobi. Đây là lần đầu tiên hắn nhận được một thứ như vậy, nên đã xúc động rồi bỏ đi. Mọi thứ bình yên trở lại, Shin hỏi Bo xem có biết em gái mình đang ở đâu không. Cậu ấy ghé vào tai Shin và thì thầm gì đó, khiến mắt cậu sáng rực lên hy vọng, quyết định ngày mai sẽ lên đường đi tìm ngay. Sau sự kiện này, thành phố Kasukabe cũng đã dần thay đổi. Và khi bình minh ló dạng cùng những ý nghĩ này, các rapper thành phố Kasukabe sẽ vươn xa hơn nữa. Quay trở lại với manh mối về em gái Shinosuke, mọi người cho rằng em ấy đang ở tháp Buri Buri. Đó là tháp phát thanh của thành phố, với chuyên mục phát sóng Buri Buri Radio, chủ trì bởi phát thanh viên DJ Buri Buri. Anh ta là người sẽ đưa tin trực tiếp đến tất cả mọi người. Có thể xem đây là nguồn thông tin không thể thiếu ở Kasukabe, nên có thể anh ta sẽ biết được gì đó. Quên chưa nói, ở tháp Buri Buri, máy bay không người lái OK-2 luôn tuần tra xung quanh để tránh kẻ xâm nhập, có thể coi chỗ này là pháo đài nghiêm ngặt nhất. Đang suy tính nước đi đột nhập hiệu quả, thì trên tường, một nhóm rapper xuất hiện với khẩu hiệu: "Ơ, động đất à? Không phải, đó là Bari Bari Girls đang đi lên." Sau đó là một bài rap nhà làm để giới thiệu về nhóm. Các thành viên lần lượt tên là Kaoru, Amy và Kumi. Để đáp lễ, Shin lăng mông đến nhanh đón. Không những không xua đuổi, nhóm này còn hứng thú quay video phân tích rồi hào hứng reo lên. Đúng là chiếc mông này rồi, không nhầm lẫn đi đâu được. Các bạn đứng ngoài chỉ biết nhìn bằng một ánh mắt đầy phán xét. Nhóm Bari Bari bắt đầu nói ra mục đích của mình, đó là đột nhập căn cứ của OK2 và bắt cóc tên Boss K2. Bọn họ đã điều tra rất kỹ về thành phố này, bao gồm tất cả thông tin về đám máy bay không người lái và boss của bọn chúng, và họ sẽ làm cho những kẻ trói buộc tự do của mọi người bay màu. Để thực hiện ý tưởng lớn lao đấy, Bari Bari rất cần sự giúp đỡ từ tuyệt chiêu mông của Shinosuke. Bọn họ đã theo dõi tất cả mọi người, đặc biệt là trận chiến với Ron Pao. Tuyệt chiêu mông của Shin rất ấn tượng, đường cong của nó gần như phù hợp với tỷ lệ của OK2. Nói cách khác, nếu sử dụng mông của Shin thì có thể tiếp cận Boss K2 một cách an toàn. Đó cũng là lý do mà Bari Bari cần kết hợp sức mạnh với các bạn, vì lợi ích của tất cả mọi người trong thành phố này. Nhóm bạn đã bị thuyết phục, liên minh giữa các bang phái được thành lập. Bắt đầu triển khai kế hoạch, OK2 tuần tra nhìn xuống rất nhiều nên phải đi từ tòa nhà bên kia. Có một địa điểm có thể lên trên nóc căn cứ, nhưng để đến được nơi của Boss K2, trước tiên phải vào phòng bảo vệ ở tầng 1 và giải được kết giới. Tất cả sẽ chia thành 3 đội, Masao và Nene tham gia cùng Kumi để đánh lạc hướng OK2. B-Rock và Amy là đội cảnh vệ, còn Kazama với Shin là đội truy bắt tên Boss. Cơ mà bàn kế hoạch với Shin có vẻ hơi thừa, vì ông báo này có bao giờ hiểu kế hoạch là gì đâu. Cứ làm mình làm mẩy khiến OK2 phát hiện, chiến dịch bây giờ mới thực sự bắt đầu. Nhóm Nene dùng kèn thu hút sự chú ý của đám lính canh OK2. Nhân cơ hội đó, Shin dùng tên lửa gắn dây bắn sang phía đối diện, rồi đột nhập vào trong. Nhóm B-Rock vô hiệu hóa cổng chính, Nene và Maso chạy vào khe hẹp, OK2 không thể vào được liền bị những người còn lại quăng lưới tóm gọn một mẻ. Kazama và Shin sẽ tiến thẳng đến căn cứ của Boss K2, còn B-Rock và Amy mở khóa bảo mật, chỉ cần ấn nút ở phía dưới thì laser bảo vệ sẽ được gỡ bỏ. Amy xông lên, vô tình kích hoạt hố suýt chút nữa thì rơi xuống dưới, may có B-Rock đỡ kịp. Từ giây phút ấy, có vẻ cô nàng đã rơi vào lưới tình của anh chàng rapper huyền thoại này mất rồi. Cậu bật nhạc lên, lập tức đường đi hiện ra trước mắt. Bằng kỹ năng nhảy audition điệu nghệ đã thành công vượt qua chướng ngại vật và ấn nút. Laser đã tắt, cửa cũng mở ra, Boss K2 là lõi nằm ở trung tâm, xung quanh có đĩa bay OK2 bảo vệ. Công việc còn lại thuộc về Shinosuke, chỉ cần tiếp cận và loại bỏ nó, đám OK2 sẽ bị lỗi hệ thống và ngừng hoạt động. Shin liền dùng tuyệt kỹ Buri Buri chứ danh xông vào, không để ý lao trúng một đĩa bay, nó quét qua chiếc mông, xác nhận là đồng loại nên bỏ đi. Được đà lấn tới, ông báo cố tình va vào các đĩa bay khác, khiến bọn chúng đồng loạt xông lên. Nhận thấy sắp bại lộ, Kazama đánh bắt trước kỹ thuật mông của Shin để đánh lạc hướng. Cơ mà mông cậu lại là hàng pha kè nên nhanh chóng bị phát hiện. Trong cái rủi của cái may, Kazama bị đẩy xuống dưới, đẩy luôn Boss K2 ra ngoài. Các đĩa bay OK2 ngừng hoạt động, chiến dịch thành công mỹ mãn. Mọi người sau đó tập trung lại viện nghiên cứu của Bari Bari Girls. Họ show ra một cỗ máy rồi đặt Boss K2 vào bên trong. Lập tức cỗ máy hoạt động và có thể nói chuyện.
Các thành viên BuddyBuddy phấn khích tự hào nói rằng đây là một kiệt tác đỉnh cao, một con robot độc lập toàn năng, có bộ não mạnh nhất kết hợp với cơ thể mạnh nhất. Với vũ khí tối thượng này, nó sẽ cùng quẩy với mọi người. Ủa, gì mà lãng xẹt vậy? Bỗng robot có dấu hiệu trục trặc, đầu xì khói, rối loạn tiền đình, gắp lấy hộp Chocobi của Shin với lý do ăn vặt là không tốt, bỏ mũ Kaoru ra vì không được đội mũ trong nhà. Có gì đó sai sai nha, đây mà là thứ cải cách hòa bình Kasukabe sao? Có lẽ do hệ tư tưởng của Boss K2 quá mạnh nên cần phải được lập trình lại bằng chiếc kính thực tế ảo này. Lên đường thôi, các bạn lập tức được chuyển qua một cơ thể avatar trong không gian mạng, tiến vào cốt lõi trái tim của Boss K2. Ông ta vẫn cứng nhắc nói đây là nơi bất khả xâm phạm, phải tôn trọng luật lệ. Trẻ em giờ này vẫn chưa đi ngủ là hư các thứ. Cả nhóm bắt đầu song flow hợp beat, combat với boss. Lời rap thì dài nhưng tóm gọn lại là quy tắc quả thực quan trọng, song tự do của trẻ em còn quan trọng hơn. Tự do và tin cậy là nguồn dinh dưỡng, mọi người sẽ trưởng thành bằng tình yêu hơn là trừng phạt. Với lý lẽ sắc bén, khả năng chơi đùa cũng có chữ tuyệt đỉnh cùng sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên. Robot đã được thống não chi thuật, thấu hiểu suy nghĩ của các bạn. Giờ thì mọi người đều là bạn của nhau, nên cũng cần đặt cho Robot-chan một cái tên phù hợp chứ nhỉ? Kaoru hào hứng đặt là BuddyBuddy Yongoda. Ủa, không được hả? Hay Mama Buddy vậy? Dài quá, tóm gọn lại thành Manma B vậy. Và Manma B chính thức trở thành thành viên thứ tư của nhóm BuddyBuddy Girls. Qua sự kiện lần này, BuddyBuddy sẵn sàng hợp tác với những bạn trẻ năng động, liên minh công lý lại có thêm một thành viên mới siêu cấp VIP Pro. Các OK2 trong thành phố cũng đã bị vô hiệu hóa, tự do tạm thời được trở lại với thành phố Kasukabe. Điểm đến tiếp theo cần xâm nhập là tòa tháp BuddyBuddy, nơi DJ BuddyBuddy đang trú ngụ. Sắp tới, một cơn bão chưa từng có sẽ thổi qua tương lai của thành phố Kasukabe này. To be continued. Và đó là câu chuyện thú vị của ngày hôm nay. Series Rapper thành phố Kasukabe tạm dừng tại đây. Khi nào có tập mới, tôi sẽ lập tức cập nhật. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi tới phút cuối này. Nếu thấy hay, hãy like và đăng ký ủng hộ Lớp Học Truyện Tranh nhé. Chúng tôi sẽ quay trở lại với nhiều tập phim thú vị hơn. Còn bây giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!